Vào ngày 8 tháng 10, một nhóm công nhân múc đất san ủi mặt bằng tại mỏ đá ở thôn 8 xã Ia Mờ Nang thì quảng hồn phát hiện quả bom có đường kính khoảng 45 cm, dài hơn 1 m và nặng khoảng 2 tạ. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng huyện Cư Mờ Ga. Công an huyện này đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường, tránh người dân tiếp xúc gây nguy hiểm. Theo lực lượng chức năng, đây là quả bom sót lại sau chiến tranh. Vào đầu năm 2018, cũng tại mỏ đá này, công nhân của công ty phát hiện một quả bom có đường kính khoảng 25 cm, dài gần 1 m và nặng hơn 1 tạ.